Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Tony. Thì đây là series những web mà các bạn hỏi nhiều. Thì ở những cái kiểu clip như này các bạn ấy rất là hay bỏ qua. Mà những clip này thì đối với những bạn, kể cả bạn chơi lâu rồi hay là bạn mới chơi đều rất là quan trọng. Bởi vì những cái web như này là các bạn ấy gửi rất nhiều, các bạn ấy chia sẻ rất nhiều trên group Facebook và rất nhiều các bạn đã mắc sai lầm khi mà đầu tư vào những cái web như thế này. Rồi cũng có những cái web rất tốt mà anh em lại có bỏ qua. Đâm ra cái những cái ở những clip này thì mình nói rất nhiều về cái kiểu so sánh rồi đánh giá. Đâm ra các bạn mà là người mới thì tốt nhất là cũng không nên bỏ qua những kiểu đánh giá như thế này, vì nó rất là các bạn là có mình trả lời rất nhiều câu hỏi, xong các bạn làm những web như này các bạn không xem nữa, các bạn lại đặt lại những cái câu hỏi đấy, nó rất là khiến mình không thể trả lời được hết cho các bạn. Đâm ra anh em sẽ bị kiểu như là chơi phải web xấu thì chúng ta sẽ bị kiểu như là bị ngã, thì giống như kiểu bạn đang học một cái trò chơi mạo hiểm gì mới, ngã nhiều quá đau quá. Không, ví dụ như là mình hay trượt ba tanh chẳng hạn, thì khi mình trượt ba tanh thì rất nhiều người không muốn chơi giống như kiểu mình, bởi vì họ ngã nhiều, họ đau quá, họ sợ, thì nó cũng kiểu dạng như vậy. Thì đây là những web mà các bạn ấy chia sẻ rất là nhiều, không những group Facebook của mình này, xong comment ở phần mô tả bên dưới này, xong còn những ở group khác nữa cơ, thì mình đã tập hợp tại đây và làm cái clip này. Ok, để xem hôm nay chúng ta có những web như nào nhé. Ok, thì ở cái web đầu tiên đăng ký ngay và miễn phí 100 GHz, thì đây là những cái web mà kiểu quen thuộc cho anh em rồi. Và hiện tại có một web nó rất là lên thần rồi, mình nói chung là nó lên thần rồi, chắc là có đợt này nó đi thành huyền thoại rồi, quá nhiều bạn thật là ăn được ở từ web đấy. Thì ở những web như vậy các bạn cũng rất là chia sẻ và mong muốn có một con web thứ hai nữa để mà ăn trở thành cái web như vậy. Nhưng mà để chúng ta đi xem web này có được như vậy không nhé. Ấn vào xin đắp cho mình. Ở những web như này mình sẽ chỉ đi nhanh thôi, mang yếu tố so sánh là chủ yếu, chứ không bao giờ chứ không phải là hướng dẫn nhiều, mà mang yếu tố đánh giá là chủ yếu, chứ mình không mang yếu tố cái này mail hả? Username đây là gì, full name, thì mang yếu tố đánh giá ở những web như thế này là chủ yếu, chứ không phải là mang yếu tố hướng dẫn chơi. Bởi vì hướng dẫn chơi chúng ta sẽ có những clip khác đấy là các bạn. Mà bản thân mình cũng đã hướng dẫn chơi rất nhiều những cái web kiểu như thế này rồi. Thực ra bản chất những cái web này nó chỉ may thay nó khác về giao diện thôi, chứ nó không hề khác gì hết về cái cấu trúc, có cái phương pháp, tất cả mọi thứ. Nó không có gì khác về cái cấu trúc ấy cả. Nó chỉ một tip thì nó giống nhau, nó chỉ khác về mỗi giao diện thôi, nó chả khác cái gì cả. Đâm ra mình sẽ không hướng dẫn chơi mà chỉ tiến hành về đánh giá là chủ yếu. Ok, thì đối với web này thì các bạn đăng ký vào luôn được 100 GHz và token nhìn vẹt thì coi như là 14.000 Satoshi, ngày update là 28 tháng 8. Thì đây là vẫn là min đầu tư là 100.000 Satoshi 10 ngày, nhận được 1 GHz này và được 670 GHz vẫn như mọi khi, không có gì. Và đầu tư đây vẫn deposit đây, vẫn quét mã vạch, các bạn điền ở đây thì cái đây này các bạn nhìn này, để xem khi các bạn điền thay đổi ấy, cái chỗ mã vạch này nó sẽ thay đổi theo đấy nhá. Đấy, các bạn cố gắng nhìn cho mình cái mã vạch thay đổi theo, thì khi cái mã vạch này nó thay đổi theo là nó tương đương với việc đây là khi các bạn quét cái mã vạch này, các bạn sử dụng ví để quét cái mã vạch này là chủ yếu, và mình thường hay sử dụng mã vạch hơn là so sử dụng địa chỉ ví. Nếu như mà mình để mình chuyển tiền thì mình thích sử dụng mã vạch hơn, rất là tiện và nhanh, thì nó sẽ tính toán hết tất cả mọi thứ chi phí cho các bạn tiện. Nói chung là giống như kiểu là các bạn ra quầy mua hàng ấy, nó đưa cho bạn một cái bill và bạn quét thanh toán bằng thẻ bình thường ấy, đấy thanh toán rất là nhanh, kiểu kiểu dạng như vậy. Thì như vậy là mình đánh giá rất cao ở một web mà có sự thanh toán như vậy. Cái này thì được cộng điểm ở trong web này, thì rút thì vẫn như mọi khi thôi, cái min rút vẫn 25.000 Satoshi mà khi đủ tiền thì rút. Nhưng một điều nữa rằng là cái web như này ấy,
thì thực sự là mình lại đánh giá thấp, vì thứ nhất nó không có tài khoản 2FA, có nghĩa là cái đăng ký ban đầu nó không có cái protect rất là tốt, cái độ bảo vệ của nó rất là chán, đâm ra mình lại không không thích. Nói chung là mình không thích những cái web mà nó có độ bảo vệ chán, thành ra mình không ấy nữa. Cộng với lại cái phần intro này, nó ngay từ cái khoảng đầu này nó không 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 cho mình nhìn thấy được là cái web này nó chạy được trong vòng bao nhiêu ngày, nó mập mờ trong cái khoảng chạy ngày. Thì cái việc chạy ngày thì kể cả mình ngồi đây mình vẫn có thể check được nó một cách rất là bình thường, không vấn đề gì cả. Đây mình có thể check cho các bạn xem. Check thì cũng được, nhưng mà cái mà nó hiện lên cái khoảng chạy ngày ấy, thì mình vẫn thích ok hơn. Cộng với cái web này ấy, đây này, nó đăng ký là 9 tháng 7 năm 2017, chạy rất là lâu rồi, 415 ngày, rất là lâu như vậy mà bây giờ các bạn cũng chia sẻ. Nhưng mà mình lại không quá tin nó, vì cái gọi cái website, có nghĩa là cái kiểu loại web ấy, thì lại không thấy có sự đăng ký gì cả. Mà thường là những web chạy lâu này mình cũng không có niềm tin lắm, bởi vì mình cũng đã từng vào những cái web chạy lâu như kiểu như thế này rồi, thì có web ăn có web lại không ăn đấy. Đâm ra thành ra mình nghĩ rằng là nếu các bạn muốn tìm kiếm may mắn ở đây thì thực sự là không có, bởi vì chắc chắn là phải đầu tư thì các bạn mới có thể mà rút được tiền ở trong web này, nếu không đầu tư thì không thể rút được. Thì anh em nào mà thích theo kiểu mà web chạy lâu thì đây con này lựa chọn. Nhưng mà đến cá nhân mình thấy là đây nó còn đăng ký đến còn 1 năm nữa, sang năm mới hạn, thì nó đăng ký thậm chí là như vậy, nhưng mà mình chả tin tưởng nó lắm. Thì còn bạn nào thích, bạn nào có một số bạn thì nghĩ rằng việc web chạy lâu nó là uy tín, thì đây nếu như web chạy lâu nó là uy tín thì anh em có thể thử dám vào không, các bạn dám vào không. Về cá nhân mình thì những cái con mà càng già thì mình là cả hàng càng già càng ôi, mình chả bao giờ mình đầu tư, bởi vì mình thấy cái con này cái phần follow của nó về face cũng rất là dở này, cái bảo mật của nó rất là kém này. Chỉ may hay là nó chạy lâu, nhưng mà chạy lâu theo kiểu là nếu như mà không rút được tiền, dạ đầu tư vào mà không rút được tiền thì chạy lâu cũng chả có tác dụng gì. Ok, để chúng ta đi xem sang web thứ hai. À, các bạn lưu ý rằng là link của web, các web mình sẽ để theo thứ tự mà mình giới thiệu. Ok, ở cái web thứ hai chúng ta sẽ có cái gì, 6% cho đây cho, à đây là các plan, không giới hạn 3% trên ngày, không giới hạn, nếu 115% after 10 ngày, 20% business, 6% business. Đây đây là các gói của nó thôi. Tổng quan qua thì 6% bữa đây bên cao, cũng không nhìn thấy ngày chạy được niêm yết ở đây, nghĩa là được nhìn thấy ở đây never rồi, không có hệ thống thì chắc là đầy đủ. Nên mình tí mình vào xem hệ thống có đầy đủ không. Ok, đăng ký đi, đăng ký xong rồi mình sẽ muốn xem qua được là con này nó có chạy bao lâu rồi. Thực ra về cá nhân mình mà khi giới thiệu ở những cái web như kiểu này mình sẽ phải tuyển, nghĩa còn những cái kiểu mà web mà mình cảm thấy không, đợt trước ấy mình bỏ qua rất nhiều web kiểu dạng như thế này, có nghĩa là nó không phải là tuyển thì mình sẽ bỏ qua và mình chỉ sàng lọc những web nào ok thì mình mới giới thiệu cho các bạn thôi. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì mình không thể làm được điều vậy nữa, bởi vì có quá nhiều câu hỏi mà anh em đặt ra cho mình thì mình cần phải trả lời. Thì ở đây thì hệ thống thanh toán vẫn như mọi khi, chúng ta sẽ có Perfect Money, Bayer, ZK, Dog đâu ta, Dogecoin đầy đủ, đúng đúng là con này có đầy đủ luôn. Mọi hệ thống thanh toán được đầy đủ như thế này là rất tốt ở một web. Thì đây Make Deposit thì chúng ta có thể vào Select loại, vào Bayer, Bitcoin hay Litecoin, Dogecoin đều được cả. Các bạn có thể có ba cái plan đấy, 6% ở đây và 63% cho limited, 10 ngày là 30%, 3 tháng là hồi vốn nếu như chọn cái này, và after 115% after 10 ngày. Thực ra nếu mà chọn cái option 115% after 10 ngày như này thì ở trên web mình có rất nhiều những option cho các bạn để lựa chọn, chỉ trong vòng 24 giờ thôi những web đấy chơi cũng được. Có nghĩa là nếu như bạn vào 100 dog thì trong vòng 10 ngày bạn lãi 100, bạn sẽ nhận lại 115 dog.
Nhưng có một số web, nếu như anh em có thể quay lại kênh YouTube của mình sẽ lấy luôn một web mà hiện tại các bạn đang rút tiền cho mình. Nếu như bạn nào mà chăm chỉ xem kênh của mình ấy, thì hiện tại các bạn ấy đang rút tiền rất là ok ở trên web này. Và bạn ấy có hỏi rằng là mình có lên vào nữa không, nhưng mà mình về cá nhân mình thấy thì cũng không lên vào nữa. Đây, cái web này bạn ấy đang rút ra tiền với lãi suất là 3 ngày. 3 ngày thì ăn đây con ngay đầu tiên này. Đấy, con này với lãi suất là 3 ngày ăn luôn 120%. Mặc dù con này vẫn là trong cái khoảng thời gian nó vẫn còn rất là kém, có nghĩa là 3 ngày thì mình vẫn là chưa phải là lãi quá cao. Thì với những cái kiểu web như này bạn có thể xem lại thì có thể là lãi từ khoảng độ 120 đạt khoảng độ đây. Các bạn có thể xem lại như này, ví dụ như là cái con này mới 150%. Mình không nhớ là rõ là 150% trong vòng 24 giờ. Sẽ là rất là ok hơn so với việc mà để mà con tìm kiếm như thế này. Ok, thì bây giờ mình sẽ check thử xem con này như thế nào. Bởi vì khi các bạn quay lại kênh YouTube của mình ý, thì các bạn sẽ có thể nhìn thấy rất nhiều sự lựa chọn. Nhất là bạn nào mà chăm chỉ xem những clip mới ra, thì ở những web đầu tư như thế này thì cần phải xem những clip mới ra hơn là so với việc là các bạn cập nhật thông tin liên tục. Nếu như mà đầu tư một cách mạo hiểm thì các bạn phải cập nhật thông tin liên tục, chứ không phải là chỉ có vứt đấy rồi quên nó đi mà bạn nghĩ bạn sẽ có một thu nhập tốt đâu. Không bao giờ có chuyện đấy. Thì cái web này ra ngày 19 tháng 4. Cái XP nó tương đối ngầu đấy. Mycoin. Nói chung là cái về check trước các thứ này là ok ghê. Rất ok. Cảm quan check trước rất ok. Nhưng mà cái này thì đây 6-5 ngày mà not paying, có nghĩa là không thanh toán. Thực sự là cái web này thì các bạn ấy chia sẻ như vậy thì mình cá nhân mình thấy là các bạn không nên vào ở cái web như này. Bởi vì mình nói rồi, kể cả mình lúc mình chưa check đi chăng nữa thì cũng thấy là có quá nhiều option để cho anh em lựa chọn hơn là chọn những cái web như này. Ok. Ok, để đi sang web thứ 3 xem chúng ta có gì. Thì ở tổng quan web này, đây có support này. Có support min width là 0.01 đô thì xem 5 đô width đo rồi. Ok, chạy tương đối lâu nhờ, 148 ngày no phase, có nhiều option min 5 đô này, confirm hourly for 72 giờ, khoảng thời gian rất là dài mà đầu tư cho option rất là lâu, cũng không phải là một web có cũng ok lắm để mình xem nó còn paying không, thanh toán không. À, vẫn thanh toán được, rất ok, khuyết vẫn thanh toán. Nhưng mà việc cái web nó vẫn thanh toán mà đây mình check qua cái xem, kể cả việc nó web nó chạy lâu chưa chắc đã là uy tín. Bởi vì cái việc web nó thanh toán đi chăng nữa thì cũng chưa chắc là tương lai nó thanh toán. Ok, check cho đoạn này cũng rất là ok này. Các bạn có thể nhìn thấy đây là ngày 25 tháng 2 2018, cái hạn đăng ký của nó đến 25 tháng 2 2021 cơ, tương đối là lâu. Cái web này nó cũng được đăng ký rất là ok đấy, không có gì là khó. Thật ra anh em nào lấy muốn cái min 5 đô này thì cũng có thể vào web này cũng được, nếu như các bạn muốn liên quan đến đồng đô đấy. Ok, mình sẽ open account, mình sẽ xem bên trong nó có cái gì. Bởi vì cái nhìn cái tổng quan bên ngoài nó đã cũng rất là ok rồi, về cái khoảng thời gian chạy cũng rất là tương đối lâu. Nhưng mà cái hạn chế chán nhất là vẫn là khoảng thời gian chạy, bởi vì mình cũng không thích cái khoảng thời gian chạy quá lâu. Cái hệ thống đăng ký này cũng rất là ok. Các bạn có thể nhìn thấy cái hệ thống đăng ký mà nó có dài rằng như này thì thấy rất là thích thú luôn. À, cái code này là để cho các bạn nhớ điền cái code này. À, câu hỏi bí mật. À, câu trả lời bí mật. Câu trả lời bí mật đây. Câu kia câu hỏi bí mật. À, tài khoản Bayer. Cái chỗ tài khoản này các bạn có thể điền sau cũng được, không vấn đề gì cả.
đây cái hệ thống Bayer Bitcoin Icon này điền xong cũng được, không vấn đề gì cả. Mình chỉ điền tạm ở đây, cũng không nhất thiết là phim có nghĩa là đầy đủ nó. Ok, thì đăng ký nó cũng rất là đơn giản. Việc tiếp theo là anh em cái hình ý, thì rất là ok đây rồi, chúng ta lại nhìn thấy rồi 61. Nhưng mà cái này đến từ London này. Đây, kỳ vọng đến năm 2027 cơ. Có một tham vọng không nhẹ ở chữ web này. Ok, make deposit xem sao. Chúng ta có Bayer, Bitcoin và ETH, Litecoin. Rất tiếc là nó không có Dogecoin ở trong cái này. Bởi vì min của Balan 1 sẽ là 5. Không có phần tính toán ở đây quá nhiều. Kích tôi sẽ lấy để chọn. À đây, Canopy Profit đây. Đây các bạn có thể nhìn thấy là nếu như mình vào 5 đô, cứ làm ví dụ thôi, các bạn có thể làm lại. Thì mình lãi suất 72 giờ là 3 ngày đúng không? 29, 30, 31, nay 28. Một coi như là 72 giờ thì mình sẽ nhận được 5.22 đô. Tương đối là thấp nếu như cái plan như vậy. Thì những quét như này là những quét kiểu như là nó nhắm đến những đối tượng cao, chứ không phải là nhắm nhắm đến những đối tượng nhỏ 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 thì rất là khó tiếp cận, mà có tiếp cận đi chăng nữa thì cũng lãi suất rất là thấp. Các bạn nhìn có thể nhìn thấy lãi suất này cực kỳ thấp, dù bạn vào theo kiểu nào đi chăng nữa thì nó vẫn là lãi suất rất là thấp. Nếu như nó mà ok trong cái khoản mà kiểu như là rút tiền ý, thì lãi suất thấp như vậy còn hơn là không về. Nhưng mà dù sao để mà mạo hiểm ở một cái web lãi suất thấp thì cũng không nên. Đằng nào cũng mất công mạo hiểm, đằng nào cũng mất công mơ hẳn cái thằng cho to cho đỡ bỏ. Thực ra về cá nhân các bạn nghĩ sao về việc có nên vào web này hay không thì có thể comment ở phần mô tả bên dưới. Đây là những web chạy lâu, các bạn nghĩ rằng uy tín có thể vào. Còn về cá nhân mình thì mình không thích những cái web mà nó lãi suất quá thấp, mình thích mạo hiểm thì mình sẽ không vào ở những web như này. Ok, để sang web thứ hai. À, web thứ hai này hình như mình nó mô phỏng theo kiểu một cái trò chơi nào đấy, bởi mình quên xứ rồi, ngày xưa mình cũng chơi trò này nhưng mình quên mất tên rồi. Thì thời gian làm việc là 16 ngày, cũng thấy bạn ấy chia sẻ cái con này thời gian làm việc cả ấy. Đây là một web kiếm bru một cách bình thường thôi, dịch vụ toàn diện. Mấy cái này thì các bạn có thể đọc, còn mấy nhân vật này lãi suất như chi phí anh em cũng có thể đọc, chi phí thu hàng tháng 10 ấy này. Thì mình cũng có rất nhiều những web để giới thiệu cho bạn kiểu dạng như vậy, nhưng mà nó mang yếu tố là ấy hơn, có nghĩa là đồ họa của nó sẽ không mang yếu tố là copy theo một cái tựa game nào. Ví dụ như con này nó đăng ký copy theo một cái tựa game. Thực sự là mình rất ghét cái gì nó mang yếu tố là gọi là giả tạo, copy làm theo người khác, kiểu nhái một cách trắng trợn như thế này thì không có một chút ý tưởng để phát triển thì làm sao mà web có thể chạy lâu được. Đấy, những cái web mà nó phải có một ý tưởng riêng của nó, đặc biệt riêng của nó thì nó mới làm web có thể chạy lâu. Ở trên con này thì nó vào nó cho bạn đấy luôn. Ok, ấn vào kinh thành để mình mua luôn nhân vật đi. Đây thì mình có thể mua được luôn con này với lãi suất là 45% một tháng, tương đối là cao so với một con bình thường, như vậy là quá cao. Đây, để mua nhân vật mình bắt buộc phải có một like F, có nghĩa là bắt buộc mình phải mua con này trước sau đó mới mua được con này. Đây, mua con này trước con là like F rồi đấy. Thấy thì mình sẽ không thể mua được con 25 bạc, tôi chỉ mua hai con like F. Ok, năng suất 58. Lãi suất này như thế này là cao đấy, không phải lãi suất thấp đâu. 40% trên tháng này là cao đấy. Thì để mình ấn vào đây xem cái phần rút tiền nó là phần kết luận hay là phần quan tâm. Thanh toán được bởi dùng bổ sung dư đấy. Thì con này nó lại yêu cầu bạn bỏ 25 ru bờ vào đây. Thì thực sự là ở đây lại còn không có cả cái phần quảng cáo nữa cơ. Cái phần xem quảng cáo nữa cơ. Đơn giản về cá nhân mình thấy thì các bạn cũng có thể bỏ qua web này, không cần phải vào với cái này, vì nó có rất nhiều sự, trên kênh của mình có quá nhiều sự lựa chọn cho các bạn để mà phải đầu tư vào cái web này làm gì. Kiếm miễn phí thì cũng không thể kiếm được, mà trong cái đó lại là một web nhái, nên ra nó cũng không là ok, nên ra có thể bỏ qua. Đây, con này cũng là một dạng fake hệt như vậy, thì con này mình cũng nói rất là nhiều rồi,
thật sự là nó quá nhiều về con này rồi. Là những cái kiểu dạng web như thế này thì anh em tốt nhất là không nên chơi và tốt nhất là đừng nên nhìn. Bởi vì cái tỷ lệ chết ở trên những cái web như thế này nó rất là cao, không phải cao bình thường, lãi thì lãi thấp, lại còn phải chơi trung thành nó rất là lâu, mà trong cái đó lãi rất là cao để mà hoàn trả cho các bạn cũng rất là ấy. Hoàn trả lại là lợi nhuận cho các bạn nó sẽ rất là lâu, mà trong cái đó thì các bạn có thể nhìn thấy mình làm đây. Ở những cái web như này, nếu như thật sự mà các bạn muốn chơi thì chúng ta có thể tìm kiếm theo kiểu là chơi lướt sóng, có nghĩa là kích quảng cáo thì được. Những cái web nào mà nó có kiểu kích quảng cáo như này này, sau đó nhưng vấn đề là khi nó cho 100 bạc thì mình sẽ nhân vật thì chúng ta cứ mua bình thường thôi. Cứ mua thằng này, các bạn cứ đăng ký rồi mua thằng này xong rồi kích quảng cáo, và quan trọng nhất là khi cái phần rút tiền ấy mà nó cho rút không cần phải đầu tư vào đâu, đây thanh toán đơn hàng thì các bạn nên chơi. Chứ còn nếu mà đây dịch đi đây, nếu như ít nhất 5 ru như này thì đúng thật là các bạn không nên chơi thật sự luôn. Nếu như mà bây giờ mình sẽ đánh giá rất là thấp những web nào mà ban đầu nó đã nhái rồi lại còn bắt người ta đóng tiền thì rất là chán, nên là các bạn có thể bỏ qua web này một cách vô tư. Ok, để đến một web sau. Cái web này nó, mình muốn nói rằng là cái kiểu web như này nó tồn tại rất rất lâu rồi, nhiều lần rồi, có rất nhiều các phiên bản khác nhau ở cái kiểu web như này. Đây mình sẽ tiến hành nói sâu ở chỗ đoạn này một chút, thì bởi vì mình cũng ít khi nói về cái web như thế này. Thì đây, web này mình sẽ để cho bạn ở phần mô tả bên dưới và là web cuối cùng. Thì đây, web cho bạn thì như thế này. Đây, Bitcoin Balance này của bạn này, khi mà bạn ấy mời được 5 người thì bạn sẽ thanh toán được 200.000 Satoshi. Có nghĩa là cái kiểu như này này thì nó có rất nhiều các biến thể khác nhau từ ngày xưa. Nói chung là từ ngày xưa, từ ngày ngây thơ ấy, mình dùng này mời rồi hỗ trợ, nhờ bạn bè mình hỗ trợ rồi bốt lên group Face từ những chiếc các kiểu từ ngày xưa ấy, là kêu gọi mọi người là mỗi người ơi hãy đăng ký cho mình, chỉ cần bạn 5 bạn đăng ký là mình đã có kết quả rồi, thế này thế nọ. Nhưng thực ra mọi thứ đều sự là lừa đảo. Bởi vì khi có rất nhiều biến thể của nó, khi mà bạn đã đủ ấy, đủ 5 người, một là nó bảo là tài khoản hiện tại đang treo và không có quá nhiều người rút, sẽ không gì rút được. Hai là nó yêu cầu bạn phải download một cái game về, sau đó mới tiến hành được rút tiền và làm thêm một số nhiệm vụ nữa. Nói chung là không thể rút được. Quay đi quẩn lại thì nó có rất nhiều biến thể. Ở con này thì mình cũng chưa biết nó là, nếu mà làm 5 người thì nó sẽ có biến thể gì. Nhưng mà tất cả biến thể gì thì chung quy nó vẫn không thể rút được tiền. Đâm ra tất cả anh em mà nhìn thấy kiểu web như thế này thì đừng có hy vọng kiểu web mời người, mời thành viên này. Tổng cái chỗ này là hình như chúng ta phải đầu tư đây, Vietnam Mobile, có nghĩa là sau khi mời thì số đủ 5 người thì số phần trăm nó sẽ hiện 100% đấy. Các bạn có thể thử, nhưng mà về cá nhân mình thấy thì mình đã nói rồi đấy, không ok đâu. Ok, thì những web như này mình sẽ để link thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, và mình chỉ xin link duy nhất ở một web. Mình sẽ xin link ở hai web, đó là web này và web này, là link rút gọn thôi. Còn tất cả những link web này mình sẽ để link trắng cho các bạn để các bạn vô tư mà đăng ký. Ok, cảm ơn bạn đã xem kênh YouTube của mình. Thì để lưu ý rằng anh em đừng bỏ qua những cái clip như thế này, và ngày mai mình hàng ngày các bạn cứ gửi comment ở phần mô tả bên dưới những web mà mình cần đánh giá, sau đó mình sẽ gửi đến cho các bạn một cách chân thật nhất và không dối trá điều gì, để cho anh em thoải mái trong cái việc chơi. Ok, cảm ơn bạn.